Tập 22. Cô xem bên kia, chắc chắn có củ sắn. Đi đào củ sắn đi. Ta chỉ muốn ăn thịt. Cô đi làm gì thế? Đâu có. Ta nói là nơi Quang Du này, đến cả quán trà nghỉ chân cũng không có. Quán trà ở Trung Châu bọn ta có đồ ăn đồ uống. Dù có quán trà thì chúng ta cũng không có tiền. Vậy thì Thái Tử Huynh quá nghèo rồi. Ta... Đúng rồi, chúng ta có diêm tịch mà. Đừng nói là cô muốn bán diêm tịch lấy tiền xài nhé. Không phải, nước mắt của diêm tịch có thể biến thành chân châu. Bán được mà. Chiến sĩ hải tộc quân bọn ta thà chảy máu cũng không chảy nước mắt. Thật à? Đúng. Trừ phi chịu nỗi đau cực lớn, không thì bọn ta không dễ gì rơi nước mắt. Coi Na Sơn đáng thương chưa kìa. Hay là ráng đau tí đi. Thôi thôi, ta thử đi kiếm đồ ăn. Vậy huynh đi đào với ta. Ta đi nhặt củi. Vậy ta tự tay đào. Tiểu nha đầu này ham ăn thật đấy. Thái tử điện hạ, ngài cũng đói rồi. Ta đi bắt gà rừng. Được. Đa tạ đại tướng quân. Cô tưởng ta thích cô à? Vậy thì ta đã không hủy bỏ hôn ước của chúng ta. Củ sắn này to ghê. Sao mà khó đào thế? Đến cả củ sắn cũng khó đào nữa. Làm đất tơi hơn. Quần khí mới của Thương Lưu. Na Sơn. Na Sơn. Na Sơn. Na Sơn tỉnh lại đi. Na Sơn. Na Sơn. Na Sơn. Sao lại nổ chứ? Na Sơn. Xin lỗi. Ta không nên để cô đào củ sắn một mình. Cô tỉnh lại đi. Na Sơn. Na Sơn. Diêm tịch, để ta xem nào. Thế nào? Tiêu rồi, hết cứu nổi. Diêm tịch, hay là thế này đi, chúng ta đào hố cho cô ấy là xong. Huynh sắp khóc rồi sao? Cô đang giả chết à? Cũng không hẳn. Ta bị, cô còn nói dối. Rốt cuộc là sao? Ta thấy củ sắn khó đào quá. Muốn dùng phép thuật cho nó lỏng lẻo hơn. Nhưng không ngờ lại làm mình ngất luôn. Ta thấy bộ dạng diêm tịch rất lo cho ta. Nhất thời không biết nên tỉnh ngay hay là từ từ tỉnh. Đương nhiên là tỉnh ngay rồi. Sao lại lấy mạng ra đồ? Cô đó, đi đi. Diêm tịch. Diêm tịch. Không ngờ ngài đã lớn vậy rồi. Năm xưa mẫu thân ngài là Ngư Cơ, Như Ý phu nhân cùng ta là tỉ muội thân thiết. Sau đó Ngư Cơ vì chiến loạn mà ly tán. Cô ấy buồn bã lâu ngày mà đổ bệnh rồi qua đời. May mà Như Ý phu nhân tìm được các ngài. Không ngờ chớp mắt đã qua nhiều năm. Phu nhân là trưởng bối. Đa tạ phu nhân đã chăm sóc mẫu thân ta. Thiếu chủ không được đâu. Thiếu chủ không được đâu.
Ta chỉ nhất thời xúc động, không ngờ đứa bé vẫn còn trong tã năm đó, nay đã trở thành hải hoàng lớn mạnh. Chỉ tiếc là Tô Nặc. Năm đó là do ta làm không tốt, không chăm sóc ông ấy thật tốt. Không nhắc nữa, đều là chuyện buồn. Chắc hẳn mẫu thân ngài có linh thiêng thì cũng sẽ yên nghỉ. Những ngày sau này cũng coi như có chỗ dựa. Thiếu chủ, Bạch Anh quận chúa, ta kính hai vị một ly. Mời phu nhân. Uống nữa sẽ say đó. Rượu này mạnh. Không sao, rượu không nồng. Đúng là một cô bé tốt. Có đúng không thiếu chủ? Diêm Tịch, Diêm Tịch đừng giận ta nữa được không? Sao ta không giận được? Thì ta muốn xem huynh có lo cho ta không mà. Đương nhiên ta có lo rồi. Thật sao? Lời huynh nói là thật à? Bảo vệ cô là nhiệm vụ thiếu chủ giao cho ta. Nếu cô có gì bất trắc, ta phải ăn nói sao với thiếu chủ. Trừ cái đó ra, nếu Tản Mang ca ca không bảo huynh bảo vệ ta thì huynh có còn lo không? Ta... Vậy thì cô có thể lấy mạng ra đùa à? Có phải sống ở Trung Châu sướng quá nên không coi tính mạng ra gì hết không? Không phải. Ta chỉ muốn xem huynh có lo cho ta không. Đương nhiên là có. Lại dòng về rồi. Ta nướng gà xong rồi mà vẫn chưa nói xong. Hai đứa ngốc này. Na Sơn chỉ muốn biết Diêm Tịch có thích cô ấy không. Nếu Diêm Tịch không thích thì cũng không tới mức giận lâu vậy. Diêm Tịch cũng thiệt tình. Na Sơn bám lấy hắn từ sáng tới tối, chọc hắn cười, làm nũng với hắn. Không thích hắn thì là gì? Đến vậy cũng không nhìn ra được. Huynh nhìn ta làm gì? Nói về người khác thì rành ghê. Đừng cãi nhau nữa. Quan gà đi. Không ăn. Ngày mai phải đi tới núi trái của núi Phủ Ngật đó. Không đi. Thôi, hai ta ăn. Diêm Tịch, Diêm Tịch, chơi với ta đi. Thật ra có lúc ta cũng ngưỡng mộ họ lắm. Ngưỡng mộ gì? Có thể nói ra tình cảm của mình. Đúng là một chuyện rất khó. Huynh đến rồi. Ta vẫn luôn ở phía sau cô. Sao cô lại đến đây một mình? Ta à? Cái này. Bạch Anh, cô có biết cô đã uống sai rồi không? Ta biết ta sai rồi. Nhưng hồi trước ta chưa từng sai. Ngàn ly cũng không sai. Trăm năm trước cô từng sai một lần. Huynh nói gì? Huynh không được nắm tay ta. Tại sao? Bởi vì Tô Ma sẽ không vui. Ta biết nhiều lúc hắn sẽ không vui. Nhưng mà hắn không bao giờ nói ta biết. Không được nắm tay ta.
Hóa ra cô biết hết. Vậy ai có thể nắm tay cô? Tô Ma. Vậy ta là ai? Huynh với Tô Ma trông đẹp như nhau. Cô biết cô làm như vậy, Tô Ma sẽ giận chứ. Nhưng mà đây đều là chuyện nhỏ thôi. Chuyện nhỏ. Còn chuyện lớn hơn khiến Tô Ma giận sao? Ta không nói cho huynh biết đâu. Xem ra cô thật sự có chuyện giấu hắn. Ta không giấu hắn. Ta chỉ muốn Bạch Anh, ta buồn ngủ rồi. Tô Ma, nếu như có một ngày ta biến mất, không còn nữa, huynh không tìm thấy ta, huynh cũng đừng buồn. Huynh chỉ cần biết huynh là người tốt nhất trên đời này. Tốt nhất. Ta sẽ luôn. Yên tâm đi, ta đã nói sẽ luôn ở phía sau cô, không để cô biến mất đâu. Thiếu chủ, thiếu chủ, chi bằng hai người nghỉ thêm đi, đợi Bạch Anh quận chúa tỉnh lại rồi hẳn đi núi Cửu Ngật. Không cần đâu, đã tốn nhiều thời gian rồi. Vẫn còn một đoạn nữa là tới núi Cửu Ngật. Ta nghĩ đến lúc tới nơi, cô ấy cũng sẽ tỉnh lại. Đây là cách ủ rượu Túy Hoa Nguyên, phiền ngài đợi quận chúa tỉnh lại, hãy giúp ta đưa cho cô ấy. Nếu quận chúa có chỗ nào không hiểu thì có thể dùng truyền âm châu hỏi ta. Phu nhân có lòng quá. Ta thật sự rất thích cô ấy. Tuy hiện nay tình hình dân quan nguy cấp, nhưng ta cũng mong cô ấy có thể thỉnh thoảng thư giãn. Cô ấy xử lý mọi chuyện chu toàn, đoan trang hiểu chuyện, nhưng coi trọng nề nếp quá. Xem ra là do quá cực khổ. Bạch Anh mà biết phu nhân quan tâm như vậy, cô ấy sẽ rất vui. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Giờ bọn ta đi luôn. Cung tiện thiếu chủ. Mong thiếu chủ sẽ được như ý. Tỉnh rồi à? Rượu trái cây thơm ngọt, không ngờ lại dễ say vậy. Sau này ta không uống rượu linh tinh nữa, để khỏi ảnh hưởng hành trình. Không sao. Khi cô say, rất đáng yêu.
Huynh thả ta xuống đi. Được. Đây là lối vào của phía bên trái núi Cổ Ngật. Kết giới này liệu có ảnh hưởng gì tới huynh không? Dù có cũng phải xông vào. Huynh thấy thế nào? Kết giới ở đây đúng là rất lợi hại. Ta đã cảm giác được pháp lực của ta đang yếu dần. Còn thấy không khỏe đâu không? Không. Đây là đêm đớm mà. Nơi này sao không giống như Thiên Hương phu nhân nói? Đừng bị vẻ ngoài mê hoặc, cứ cẩn thận. Không biết sâu trong rừng còn có gì nữa. Chúng ta đi thôi. Đã đến giờ rồi. Ngôi sao vẫn luôn đè nén ánh sáng, cuối cùng cũng rơi xuống. Chí giả đại nhân, pháp quân cũng sắp sáng lên rồi sao? Đúng vậy. Sói tham thoát khỏi dây khốn, ắt sẽ hỗn loạn. Chiêu minh xuất hiện, đại loạn ranh giới. Nếu nói sói tham lam đại diện cho Tô Ma, hắn trở về dân quan gây ra sóng gió, vậy thì Chiêu Minh đại diện cho Chân Lam. Chân Lam thức tỉnh, không tan phục hồi. Liên minh không tan và hải tộc dần dần hình thành thế đối đầu với Thương Lưu. Nói vậy thì Thương Lưu sẽ gặp nguy. Phá quân là ngôi sao phá vỡ thế cục. Vũ Quang, Vũ Quang, ai đang gọi ta? Muốn có được nguồn sức mạnh to lớn không? Là ai? Ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi chỉ cần biết ta có thể cho ngươi thứ ngươi muốn. Ngươi muốn có được gì từ ta? Đi theo ta, nghe theo hiệu lệnh của ta. Ta sẽ không đi theo ai. Ta hiểu hết về ngươi. Nỗi sợ, giả tâm và tham vọng của ngươi. Ta muốn thoát khỏi mọi thứ. Ngươi muốn thực sự thắng một lần, nắm lấy vận mệnh của mình. Đi theo ngươi, làm sao để làm chủ được vận mệnh của mình? Ta sẽ cho ngươi tự do và mọi thứ ngươi muốn. Thứ ta muốn nhất, ta sẽ tự giành lấy. Mong là ngươi sẽ không hối hận. Ta sẽ quay lại tìm ngươi. Khu rừng này quá nhiều sương mù, không nhìn rõ phương hướng. Hình như chúng ta lạc rồi. Phá quân tái xuất. Phá quân. Hào tinh phá quân là phá hay lập thì khó xác định được. Sao phá quân trên dân quan đã nhiều năm không xuất hiện, nay mơ hồ phát sáng, không biết có nghĩa là gì. Không thấy sao đâu nữa. Giờ càng khó phân biệt hướng. Chúng ta đi thôi.
Sao thế? Không khỏe à? Ta thấy ta... Tô Ma, ta đi theo huynh. Ta không về kính tháp nữa. Bạch Anh, ta không muốn biến mất. Ta muốn sống lâu hơn. Đây là sự ích kỷ của ta. Vì ta muốn mãi mãi ở bên huynh. Vậy thì tốt rồi. Thế nào rồi? Vừa rồi chúng ta đều trúng chứng khí. Cô đã nói rất nhiều với ta. Ta nói gì rồi? Cô nói cô muốn làm kiếm thánh, hành hiệp trượng nghĩa. Cô còn nói, ta còn nói gì? Cô còn nói cô không muốn biến mất. Cô muốn được sống lâu hơn. Ta nói hết lời trong lòng ta rồi. Ta chỉ thấy ngưỡng mộ các huynh được sống mãi ngàn năm. Nếu ta có thể sống lâu được như vậy thì ta có thể làm được nhiều chuyện. Thực sự chỉ có ý này sao? Huynh tưởng còn có ý gì à? Vừa nãy ta nói năng linh tinh thôi. Huynh đừng có cười nhạo ta. Sao vậy? Lại không khỏe à? Chắc là do hết nhiều chứng khí quá. Ta không biết ta chống đỡ được bao lâu. Chắc vẫn sẽ tái phát chứ. Mau tìm lối ra thôi. Nhưng giờ sương mù nặng thế, sao cũng bị che mất, không thể phân biệt được hướng. Vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, có nhiều nơi nguy hiểm, nhưng lại là nơi tìm ra cơ hội sống. Quỳnh xem, côn trùng đều bay về phía đó. Chúng ta qua đó xem thử. Được. Không ngờ họ lại qua được khu rừng chứng khí, lên được núi Cửu Ngật. Vậy chúng ta nên... Trăm năm rồi, hắn vẫn như âm hồn không tan. Ta đã gửi thư đến kính thành, tin rằng chí giả đại nhân sẽ giúp chúng ta. Lần này ta phải kết liễu hắn. Chúng ta nghỉ tí đi. Được. Quỳnh thấy ta mệt nên mới nói là muốn nghỉ đúng không? Chúng ta đã đi một đoạn đường dài rồi. Trước đó cũng đâu nghe huynh nói mệt. Với ta mà nói thì chuyện quan trọng nhất là bảo vệ sự an toàn của mọi người và bảo vệ cô.
Mệt hay không cũng không có gì để nói. Nhưng mà huynh có thể, huynh có thể nói với bằng hữu mà. Huynh cũng nên quan tâm bản thân nhiều hơn. Liên minh Không Tan và Hải Tộc thì huynh phải quen có người ở bên cạnh giúp huynh. Được. Đây là chim quỷ xa của Cửu Ngật Dương. Lúc chim quỷ xa đến là lúc Cửu Ngật Dương xin thuốc. Nhưng tại sao năm nay sớm hơn mấy năm trước? Chim quỷ xa truyền tin rằng Tô Ma và Bạch Anh đã lên núi vải Cửu Ngật. Họ đang định tìm kiếm Bích Thiên Kiếm, gọi Vũ Quang đến. Vâng. Đi lâu vậy rồi mà không thấy nguồn nước. Huynh có khát không? Ta đi tìm nước. Không vội, ta xem có thể dùng phép thuật tụ nước lại đây không. Sao lại thế này? Núi Cửu Ngật này quả nhiên quỷ dị. Chúng ta tìm nơi khác xem có nguồn nước không. Đi thôi. Một đầm nước chết. Hình như chúng ta đã đến khu rừng sương mù mà Thiên Hương phu nhân nói. Mọi thứ trong rừng bề ngoài không khác gì những khu rừng khác, nhưng thực tế là một nơi toàn vật chết. Cảnh tượng đúng là giống như vào trong giấc mộng. Núi Cửu Ngật vốn là lãnh địa của tộc Thanh Dương. Chỉ tiếc trăm năm trước Thanh Dương thần phản bội Không Tan nên trở thành lãnh địa của Thương Lưu. Nghe nói Thanh Dương thần đã chết rồi, nhưng ta vẫn còn nghi ngờ về sự sống chết của ông ta. Sau khi trở về từ Dân Quan, ta có để Dì Như đi điều tra, nhưng vẫn chưa có tin gì. Tại sao huynh lại nghi ngờ cái chết của ông ta? Năm đó ở trên kính tháp, ông ta nói khi ước máu không có tác dụng với ông ta. Ta đã dùng thử, ông ta quả nhiên không bị làm sao cả. Tại sao vậy? Ta nghi kẻ mặc hắc bào trên kính tháp đang giúp ông ta. Kẻ mặc hắc bào. Sau đó bọn ta cũng sai người kiểm tra lại. Trăm năm qua không hề có tin gì của Thanh Dương thần. Cho nên núi Cửu Ngật này luôn do chi khác của Thanh Thị trấn giữ. Khả năng ông ta còn sống không lớn. Dù thế nào, Thanh Dương thần có chết cũng phải thấy xác, sống phải thấy người. A Quan, sao vậy? Sao tâm trạng không yên vậy? Tỷ tỷ không cần lo, chắc là do nghỉ ngơi chưa đủ. Đợi ta về, sai người chuẩn bị đồ ngon bồi bổ cho đệ. Tỷ, ta đã không sao rồi. Ta lo cho đệ mà. A Quan, lần này gặp Chí Giả đại nhân phải cẩn trọng. Hình như tỷ tỷ rất sợ gặp Chí Giả đại nhân. Chí Giả đại nhân có pháp lực cao cường, tính tình lại rất khó đoán, nhất là thời gian này. Tóm lại, lần này đệ phải thật cẩn thận. Đệ biết rồi. Đi đi. Vũ Quan tham kiến Chí Giả đại nhân. Cảm tạ ơn cứu mạng của Chí Giả đại nhân.
Là tỷ tỷ người nói người biết à? Tỷ tỷ nói với ta, người cầm quyền thật sự của Thương Lưu là Chí Giả đại nhân. Đồng thời Chí Giả đại nhân đã cởi bỏ cái ước máu của hải tộc trên người ta. Khá lắm. Thông minh, kiên định, có dạ tâm, không hổ là người ta chọn. Từ nay về sau, ngươi cứ nghe lệnh của ta. Vũ Quan, ắt không phụ sứ mệnh, dốc hết sức mình. Tốt. Ta có một nhiệm vụ quan trọng. Giao cho ngươi. Vũ Trúc, Sư Bành đại nhân, Chí Giả đại nhân triệu kiến Vũ Quan. Người giấu ta làm không ít chuyện đấy. Vũ Trúc không dám. Là Chí Giả đại nhân. Chí Giả đại nhân, tối đó người đã đưa A Linh kính tháp, là người mà Chí Giả đại nhân mời lên kính tháp để gặp. Người mà Chí Giả đại nhân mời là ai? Sư Bành đại nhân không phải đã giao thủ với người đó ở Tàng Thư Các sao? Ngươi đang giở câu đố với ta à? Tại sao Chí Giả đại nhân lại muốn gặp người không tan? Vũ Trúc không tiện hỏi nhiều. Nếu ta có ý thăm dò, Chí Giả đại nhân sẽ trừng phạt ta. Xin Sư Bành đại nhân thứ tội. Vũ Trúc thực sự không biết Chí Giả đại nhân đã mời ai. Đừng tưởng Chí Giả đại nhân triệu kiến Vũ Quan là các người sẽ có chỗ dựa mới. Đừng quên, năm xưa các người đã từng bước bò lên vị trí này thế nào. Vũ Trúc không dám. Ta lệnh cho ngươi lập tức đến Cửu Ngật giết Hải Hoàng. Một mình Vũ Quan đi sao? Núi Cửu Ngật có kết giới của tộc Thanh Thị, không phải người không gian mà vào đó thì pháp lực giảm một nửa. Còn ngươi, trong cơ thể có một nửa máu không gian, là lựa chọn tốt nhất để đến núi Cửu Ngật. Đây cũng là thời cơ tốt nhất để diệt trừ Hải Hoàng. Không dám lừa dối Chí Giả đại nhân. Vũ Quan từng bại dưới bàn tay của Hải Hoàng Tô Ma. Ngươi sợ hắn à? Sao có thể là sợ được? Nhưng ta phải thừa nhận, giờ ta vẫn không thể đánh bại hắn. Thừa nhận thất bại là chuyện tốt, nhưng không nên bỏ cuộc tại đây. Đa tạ Chí Giả dạy bảo. Ta truyền thụ cho ngươi một trận pháp. Trận này có tên là Quả Trận, chuyên dùng để khắc hải tộc. Ngươi chỉ cần dụ hắn vào trận là được. Đa tạ Chí Giả đại nhân. Đến rồi. Diêm Tịch, đưa đến đây thì nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, có thể về được rồi. Ta phải vào núi Cửu Ngật rồi, chắc phải mấy ngày liền không gặp được huynh. Huynh bớt giận đi, đừng giận nữa được không? Ta nghe ông cụ trong thôn nói, cứ giận miết sẽ không tốt cho sức khỏe. Vậy ta giải thích lần cuối. Giải thích lại. Ta thật sự không phải muốn lừa có trân châu. Ta không cố ý. Thôi thôi, huynh không giận là được. Cô vào núi rồi, không được chạy lung tung.
Cũng đừng cách chân Lam Thái Tử và Tây Kinh tướng quân quá xa. Phải nghe lời họ, thật cẩn thận. Được rồi, nhiệm vụ quan trọng, ngươi phải trở về thật cẩn thận. Làm phiền hai vị chăm sóc Na Sơn. Đi thôi. Na Sơn tiểu thư. Đi thôi. Na Sơn, Diêm Tịch, Diêm Tịch, ta muốn nói với cô là ta không về đại doanh nữa, ta ở đây tiếp ứng. Thật sao? Tốt quá rồi, vậy giờ ta đi giải trừ phong ấn. Một mình huynh phải cẩn thận đó. Ở đây chờ ta đi ngay đây. Chậm thôi, chúng ta đi giải trừ phong ấn. Chậm thôi, giải trừ phong ấn, coi chừng té đó. Đi thôi, chú ý an toàn. Đi nào, đợi bọn ta về nhé. Từ khi không gian thất thủ, núi Cửu Ngật này đã bị kết giới bao lấy. Ta với Đinh từng đi qua đây nhiều lần, nhưng giờ ai là Cửu Ngật Dương thì không có chút tin tức nào lộ ra. Trong Dương Cung Cửu Ngật chắc chẳng có mấy ai, âm u đáng sợ quá. Cho nên cô không được chạy lung tung, theo sát Tây Kinh. Điện hạ, lát nữa chúng ta lên thẳng núi đến Dương Cung gặp Cửu Ngật Dương à? Phải. Đến lúc đó chúng ta lấy danh nghĩa là nạn dân không tan, đừng để lộ thân phận. Hoàng Thiên Sáng rồi, có phải phía anh có chuyện rồi không? Không phải. Vậy cô là cái gì? Chắc chúng ta cách phong ấn không còn xa. Đợi chút. Không phải. Na Sơn, rốt cuộc cô có làm được không? Bọn ta đã theo cô đi cả một canh giờ trong khu rừng rồi. Không phải, hình như ở bên kia. Bên kia chắc là một trong y phục của Bạch Di Dương Hậu. Hình như cô ta cố ý dụ chúng ta tới đây. Tiếng hát này, cẩn thận, có thể là bẫy. Là gì được chứ? Lẽ nào thố la? Đi mau. Chắc là ở đây. Không đúng, nơi này trông không giống mộ chôn y phục. Giờ xem thử. Bạch Di Dương Hậu là vị Dương Hậu đầu tiên của Không Tan. Mộ y phục của bà ấy là để cho hậu nhân kính ngưỡng. Sao lại thế này? Đúng đó, mộ y phục thì phải là một phần mộ chứ. Đây rõ là nhà trúc. Lạ ghê. Nhìn kìa, ân ký của Tường Di.
Nơi này dù không phải là một chung y phục thì cũng có liên quan tới Bạch Di Dương hậu. Hay là chúng ta vào trong xem thử. Điện hạ, ngài lui lại để ta mở. Na Sơn, qua đây. Đạo tặc to gan, một chung y phục của Bạch Di Dương hậu mà cũng dám xông vào. Cô là ai? Các người là ai lại dám xông vào nơi này? Người không tan. Vị cô nương này không phải người không tan. Cô nương, bọn ta là người không tan, vừa từ Trung Châu đến. Tình cờ tới nơi này nên muốn đi bái tế tiên tổ. Bái tế tiên tổ? Không tan đã mất được cả trăm năm, sao vẫn còn có người bái tế chứ?